hướng dẫn lắp ráp cái máy chạy bộ SD7. Đó, thì đầu tiên á, thì bên đây nó sẽ có cái chốt này. Cái chốt này sẽ giữ cho cái phần phần giá đỡ này nó cố định, nó không bị chạy thì gì. Rút ra và mình kéo cái mình đỡ thôi ra. Rồi mình sử dụng cái gót tròn này á để mình cố định nó vào cái tiếp theo thì mình sẽ sử dụng hai góc tự giác này á để mình cố định cái phần khung sườn này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng hai góc này thôi, hai lục giác này thôi để mình lắp hai bên của tay cầm. Tiếp theo thì mình sẽ lắp cái phần đồng hồ này vào. Thì mình sẽ dùng ba góc này, góc bình thường dài này. Đó, mình nhét con gọn cái công nghệ này vào trong. Mình lắp ba góc dài này vào phía bên dưới. Cái đây thì mình sẽ gỡ hai bốn góc ra để mình lắp cái phần da đỡ mới đúng vào. Đấy, cái đây thì mình sẽ lắp cái phần bên này vào thì sẽ đúng góc. Cái đây thì mình sẽ lắp cái phần giá đỡ của mình luôn vào. Đó, thì sử dụng là hai góc này và có cái này thì nó sẽ có kèm cái lông đền, cái góc dài đây mình ngăn lông đền vào và mình xỏ ngang qua cái phần đó. Mình sẽ đây thì mình sẽ gỡ ba con ốc của máy rung này, ba ốc mực này đó, để mình lắp vào đây. Xe thì mình lắp mình cố định vào cái đèn xe của xã này á, mình lắp bình thường thôi. Đó, mình gỡ này thì mình để nó vào đây, mình gạt xuống là sao. Thank you.